Xin chào các bạn, hôm nay Lãm sẽ đọc một cái câu chuyện ngắn, đó là Nhật ký anh và nó của tác giả Xin ha. Ngày tháng 5, ngày đầu tiên, những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký này, nhật ký của riêng hai đứa mình thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh và nhóc chính thức chung dưới một mái nhà, đồng thời cũng là ngày đầu tiên trong 3 tháng thử thách mà mẹ anh đã đặt ra cho hai đứa mình. Thật sự đến bây giờ, anh vẫn chưa thể tin là ba mẹ lại đồng ý cho anh đem nhóc về đây ở với anh đó. Cũng không có hiểu lắm sao mẹ lại đặt ra cái thời gian thử thách những 3 tháng. Mẹ muốn xem nhóc có đáp ứng được cái hình tượng cô con dâu lý tưởng của mẹ hay không đây mà. Trời ạ! Tụi mình ở phòng riêng đó, mỗi đêm biết là nhóc ở ngay tinh lầu chứ đâu, mà không có làm gì được, anh biết làm sao đây? Mà giờ sống chung rồi, nhóc chưa chịu xưng hô anh em nữa là sao hả? Anh rảnh quá ha, biết tôi dốt văn mà còn bắt tôi viết nhật ký nữa. Ừ đó, tôi không thích xưng hô anh em, sến chết đi được. Anh ý kiến gì chứ, dám kêu tôi là nhóc hả? Tôi chưa có xử anh đâu đó nha, còn không biết cảm ơn tôi đi. Ừ, sống chung rồi, thiệt tình là tôi cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ có cái ngày này nữa. Vì tôi không có nghĩ ba mẹ anh sẽ chấp nhận. Ba mẹ tôi thì biết chuyện của tôi với anh từ lâu rồi, lại rất ủng hộ tôi, miễn sao tôi hạnh phúc là được. Nhưng mà tôi biết, để tôi qua đây vậy thì ba mẹ tôi cũng buồn lắm. Anh đó, liệu sao mà đối xử tôi cho tốt vào, nếu không là tôi bỏ về nhà liền đó. Mà anh muốn làm gì tôi chứ? Tôi chưa có tốt nghiệp đại học đâu. Anh thất lễ với tôi hận anh cả đời cho coi. Thôi tôi đi ngủ đây, cả ngày hôm nay sắp xếp đồ đạc mệt quá chừng. À quên, 3 tháng thôi mà, nhanh lắm, tôi sẽ làm tốt, anh đừng lo. Ngày, tháng, năm. 5 giờ sáng, anh giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng lục đục trong nhà bếp, tưởng là mẹ dậy sớm nấu bữa ăn sáng cho cả nhà như thường lệ. Anh vùi đầu vào gối ngủ tiếp, ai mà biết đó là nhóc chứ. Đến chừng bà chị yêu quái khen nhóc nấu bánh canh ngon, anh mới vỡ lẽ. Xin lỗi nhóc nhiều, anh đã vô tâm, lẽ ra sáng nay anh phải dạy phụ nhóc một tay mới đúng chứ. Như vậy mới đúng là một người chồng tốt ha. Dậy sớm vậy, nhóc buồn ngủ lắm đúng không? Giờ chắc nhóc đang ăn trưa ở trường, anh thì tranh thủ giờ nghỉ trưa, viết vài dòng cho nhóc để tối về có cái mà đọc. Hi hi. Thôi, anh chuẩn bị đi làm tiếp đây, yêu nhóc nhiều. Nhiều chuyện hà, làm việc thì lo làm việc đi, ai mượn anh viết hả? Dậy sớm thì có hơi mệt, nhưng tôi quen rồi. Anh hãy cảm ơn trời Phật là tôi biết nấu ăn đi. Chị Nhi thương tôi nên khen, chứ tôi thấy mẹ hình như chưa có hài lòng lắm. Còn ba nữa, từ bữa tôi qua đây tới giờ, không thấy nói với tôi câu nào hết. Chắc ba ghét tôi lắm ha, tôi cướp mất con trai duy nhất của ba mà. Tụi mình rồi sẽ ra sao đây? Nhóc ngốc à, làm anh sắp đi ngủ rồi mà phải ráng viết cho vài dòng nè. Cái gì mà cướp mất đứa con trai duy nhất? Anh đem thêm về một đứa con trai cho ba thì có. Chưa nói chuyện với nhóc, có lẽ ba vẫn còn nhiều lấn cấn ở trong lòng đó. Anh thấy vậy cũng buồn lắm. Nhưng nhóc hãy cố gắng lên nha, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Sẽ ổn thôi, anh hứa đó. Ngày tháng 5. Buồn quá. Sáng nay tôi ủi đồ không cẩn thận nên làm cháy cái áo trắng của mẹ, mẹ giận lắm. Tối qua đi làm về mệt quá nên tôi không có kịp rửa chén giặt đồ đi ngủ luôn. Sáng ra thấy mọi thứ tươm tất, tôi giật cả mình. Anh làm giùm tôi đúng không? Coi chừng mẹ biết là tôi bị la đó cho coi. Ừ, sống chung, ngày nào cũng được thấy anh, ngày nào cũng ăn sáng chung, thỉnh thoảng xem tivi chung. Tôi vui lắm, là một gia đình đúng không? Nhóc, đừng có lo lắng, mẹ la vậy thôi chứ không có giận lâu đâu. Ờ, anh cũng hạnh phúc lắm đó, cứ về tới nhà là có nhóc bên cạnh anh, ăn chung, xem tivi chung. Sao mà nhóc không có chịu tắm chung với anh luôn cho rồi? Anh biết là nhóc phải đi học, rồi còn đi làm thêm rất là mệt. Nhóc để anh phụ nhóc việc nhà nha. Nhóc muốn lấy lòng ba mẹ, anh hiểu mà. Nhưng nhóc đâu phải siêu nhân đâu mà đòi cán đát hết được. Để anh giúp nhóc đi nha, ngoan đi, anh sẽ tặng nhóc một nụ hôn làm quà khuyến mãi hen. Ngày, tháng, năm, một tuần rồi. Buổi sáng chủ nhật, có một cái nụ hôn của nhóc càng trở nên ngọt ngào.
Hôm nay nhúc đổ bánh xèo, anh thấy mẹ vừa lặt rau vừa khẽ cười. Chắc trong lòng mẹ đang khen nhóc đó, nhóc của anh giỏi thiệt á nha. Ba chịu nói chuyện với nhóc rồi đó, nhóc thấy không? Ba khen bánh xèo giòn và béo, anh thiệt hãnh diện vì nhóc là người yêu của anh đó. Hả? Anh là cái đồ xấu xa, còn dám nhắc tới cái vụ hôn hít nữa đó hả? Biết là chị Nhi đứng ngay đó mà anh còn... Mà cũng tại tôi, không có khi nào anh hôn mà tôi chống lại được hết trơn hết trọi á. Mà khỏi có khen đi, bánh xèo là sở trường của tôi mà. Tôi làm vì tôi biết ba mẹ thích. Hôm qua tôi về thăm nhà, ba mẹ tôi đã chỉ cho tôi mấy cái chiêu lấy lòng người lớn, công hiệu thiệt. Mà phải công nhận là hôm nay vui lắm, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Dù là 3 tháng, 3 năm hay 30 năm, cũng đều muốn cùng anh và mọi người sống vui vẻ như ngày hôm nay. Chủ nhật tuần sau tôi nấu bún riêu, món mà chị Nhi với anh thích đó. Ngày tháng năm, anh đi công tác, tự dưng căn nhà rộng ra. Chiều nay anh gọi về, nghe giọng anh làm tôi muốn khóc ghê nơi á. Mới không có gặp, mới có một ngày thôi hà, mà tôi đã thấy nhớ rồi hà. Lỡ không vượt qua được 3 tháng thử thách, tôi biết làm sao bây giờ. Con người là một sinh vật tham lam, hồi trước thì mong ước ở chung, dù một ngày cũng được. Giờ thì lại muốn ở chung suốt đời luôn. Thích sáng sớm nghe anh chào nhóc cưng bằng cái giọng ngái ngủ. Thích hộp sữa trái cây anh để sẵn trong tủ lạnh mỗi tối khi mà tôi đi làm về. Thích cái cách bàn tay to lớn của anh bẹo má của tôi. Ôi trời đất ơi, tôi không biết đâu. Anh làm xong việc rồi thì về đây nhanh lên nha. Ngày tháng năm, hạnh phúc. Anh là người hạnh phúc nhất thế giới này đó. Nhìn nhóc đang thấp thỏm chờ trước cửa để mà chạy ào ra với anh xúc động quá chừng. Anh đi công tác có 3 ngày à, mà nhớ nhóc muốn chết luôn. Nghe giọng nhóc trong điện thoại mà anh chỉ muốn đào tẩu để về bên nhóc ngay thôi. Sắp hết tháng đầu tiên rồi đó, nhóc ơi, nhất định phải cố gắng đó nha, để anh mãi mãi được hạnh phúc như bây giờ đó nhóc nha. Anh mua bánh kẹo cho tôi chi mà nhiều dữ vậy? Mà trời đất ơi, không biết hồi chiều á, khi mà tôi lao vô anh á, ôm anh như vậy á, không biết ba mẹ nghĩ gì nữa. Thấy anh là tôi quên hết mọi thứ xung quanh hà. Tôi mà là giám đốc công ty anh, tôi sẽ ký quyết định miễn cho anh mấy cái vụ đi công tác, để anh luôn ở nhà với tôi. Còn hơn 2 tháng nữa, tôi sẽ cố gắng thật nhiều mà. Nhưng nếu lỡ có thất bại, thì tôi sẽ bắt cóc anh đi luôn với tôi, liệu hồn đó. Ngày tháng năm, nhìn nhóc bệnh nằm bẹp ở trên giường mà anh xót quá chừng à. Nhóc ngốc, dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi là mùa này ra ngoài nhớ đem theo áo mưa, vậy mà không có nghe lời gì hết trơn hà. Bây giờ nằm một đống rồi thấy chưa. Đêm qua nhóc sốt cao làm anh lo lắng quá trời, có ngủ được gì đâu. Sáng nay mặt anh y như cú mèo, cũng may là nhóc cũng đã hạ sốt rồi. Mẹ nấu cháo cho nhóc đó, còn ba thì mua thuốc. Anh đem cháo lên cho nhóc, nhóc bướng không có chịu ăn, anh phải năn nỉ mãi. Ôi cái mặt nhóc xị ra kìa, yêu hổng chịu được, hôn một cái nè. Nhóc ơi, có thương anh thì làm ơn làm phước, chú ý giữ gìn sức khỏe giùm đi. Ngày, tháng, năm. Dạo này anh về còn khuya hơn cả tôi nữa, công việc nhiều lắm hả? Ngồi coi tivi, chờ mở cửa cho anh, chán quá tôi lại lôi cuốn sổ này ra viết nè. Tôi nghĩ rất nhiều chuyện về của tôi và của anh. Trong mấy tỷ người trên thế giới, sao tôi lại gặp rồi yêu anh nhỉ? Chắc là do duyên phận quá. Giờ lại còn được sống chung với nhau, tôi cảm thấy mình thật là may mắn. Biết gì không, anh là món quà tuyệt nhất mà cuộc sống tặng cho tôi đó. Anh xin lỗi nhóc nhiều nha. Đi học, làm thêm, làm việc nhà đã mệt rồi, mà còn thức khuya chờ anh nữa. Sao nhóc cũng không ngủ trước đi? Mà sao hôm nay người khô khan như nhóc của anh lại viết ra mấy cái thứ tình cảm thế không biết? Ừ, anh cũng có cảm giác giống như nhóc vậy đó. Thiệt mừng vì anh đã tìm được nhóc trong biển người mênh mông này. Anh hạnh phúc vì yêu nhóc và được nhóc yêu. Một nửa của thời hạn 3 tháng trôi qua rồi đó. Nhóc cố lên nha, rồi tụi mình sẽ ổn thôi. Đúng không nhóc? Yêu nhóc nhiều lắm. Ngày tháng năm. Nhóc giận anh rồi hả? Anh đã làm nhóc buồn, anh tệ quá. Nhưng sao nhóc không nghe anh giải thích chứ? Mấy cái dấu son môi đó chỉ là trò đùa của mấy cô bạn yêu quái thôi hà. Anh có nhóc rồi, anh đâu có dám lăng nhăng đâu. Nhóc phải tin anh, đừng buồn anh nữa nghe nhóc. Nhóc phải biết nhóc là số 1, là duy nhất trong trái tim của anh mà.
Nhưng mà nói thật nha, dù nhóc ghen như thế, anh cũng thấy vui vui. Điều đó chứng tỏ nhóc yêu anh rất nhiều phải không? Xí, ai mà thèm ghen chứ? Anh thử đi lăng nhăng đi rồi biết. Tôi chẳng biết mình có đủ sức giữ anh hoài không nữa. Giữa hai thằng con trai vốn dĩ đâu có gì ràng buộc đâu. Hạnh phúc có phải rất xa vời không? Ngốc ngốc ngốc, nhóc ngốc. Anh yêu nhóc, nhóc yêu anh, vậy là đủ rồi, đủ ràng buộc hai đứa rồi đó. Hạnh phúc là anh và nhóc đang ở bên nhau nè. Đồ ngốc. Buồn ngủ, anh đi ngủ. Ngày, tháng, năm. 2 tháng, mọi việc vẫn tốt đẹp, thật nhẹ cả người. Tối qua mẹ có nói bóng nói gió với anh cái gì đó về cái việc rút ngắn thời hạn thử thách đó. Nhóc biết tin này chắc vui lắm. Nhóc đã cố gắng đến thế cơ mà. Mình sắp được sống chung với nhau thật lâu, vui quá đi Hà. Hôm nay là sinh nhật nhóc rồi đó, nhóc muốn tặng quà gì đây? Anh đem chính mình ra làm quà nha. Anh tranh thủ viết vài vòng trong cái thời gian nghỉ trưa trước khi ra ngoài định mua thứ gì đó làm quà sinh nhật cho nhóc. Alo, con hả? Con đến ngay bệnh viện đi, nhanh lên đi con. Giọng của mẹ anh thảng thốt, nhóc tắt điện thoại, vội vàng chạy ra nhà xe. Lạy trời, cho anh không có việc gì, anh nhất định phải bình an đó. Ở bệnh viện, cô ơi cô, bệnh nhân cấp cứu ở phòng này đâu rồi cô? Xin lỗi, anh ta đã và được chuyển đi rồi. Trời đất như sụp đổ trước mắt nhóc, không thể nào, không thể như vậy được. Anh sao lại bỏ tôi được hả? Hôm nay là sinh nhật tôi mà. Hôm trước anh bảo là sẽ tặng cho tôi một món quà đặc biệt, anh không giữ lời gì hết trơn. Tôi ghét anh nhất trên thế giới luôn. Nhóc khuỵu xuống sàn, nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu vì muốn được ba mẹ anh chấp nhận, để được ở chung nhà với anh, để được cùng anh là một gia đình. Bây giờ mọi thứ còn ý nghĩa gì nữa chứ? Anh giận tôi khô khan, không biết thể hiện tình cảm nên bỏ tôi đi phải không? Anh xấu xa, anh đáng ghét lắm. Anh quay về cho tôi đi. Không được đâu, sao mà về được? Tôi không biết, anh về đây với tôi đi. Muốn gì tôi cũng làm hết, về đây đi. Tôi phải sống thế nào nếu như không có anh đây hả? Muốn gì cũng làm, thiệt không vậy? Thiệt mà. Hả? Quay lại, thấy anh đứng đó, nhìn nhóc dịu dàng. Thấy nhóc tròn tròn đôi mắt đẫm nước, anh không có chịu nổi phì cười. Đúng là nhóc ngốc mà, anh cấp cứu ở phòng kế bên, chứ có phải phòng này đâu. Cũng may là xe thắng kịp, anh chỉ bị bất ngờ nên ngã xuống và ngất xỉu thôi à. Trầy trụa có chút đỉnh, may mấy mũi là ổn. Làm gì mà nhóc khóc như mưa vậy? Anh còn đứng đó mà cười được nữa hả? Anh có biết tôi sợ thế nào không hả? Nhóc quát lớn, nước mắt lưng tròng. Anh bước đến, ôm chặt nhóc, cảm nhận rõ ràng nhóc đang run rẩy trong vòng tay mình. Nhóc của anh là thế, luôn giấu cái yếu đuối đằng sau cái vẻ ngang tàn thờ ơ. Sao mà thương quá như vậy nè? Đây là bệnh viện đó, đừng có la lớn như vậy chứ. Anh cười, lau nước mắt cho nhóc. Anh làm sao bỏ nhóc đi được mà nhóc sợ? Hôm nay sinh nhật nhóc, anh còn chưa tặng quà cho nhóc nữa mà. Tôi không cần quà gì hết, tôi chỉ cần anh là đủ rồi. Nhóc lý nhí, mặt đỏ bừng. Thì anh cũng định tặng cả con người anh cho nhóc nè. Tối nay hai đứa dọn vô ở chung phòng luôn đi. Ba mẹ và chị anh đã đứng ở phía sau từ lúc nào, và người vừa phát ngôn không ai khác chính là bà chị dễ thương của anh. Anh quay đầu lại nhìn, thấy ba mẹ cười hiền hậu, còn bà chị thì cười gian tà. Nhóc đẩy anh ra, mặt nhóc đỏ còn hơn mặt trời nữa. Anh thò tay nắm lấy tay của nhóc và kéo nhóc sát vào lại phía mình. Về nhà thôi nhóc. Ừ, nhà của tụi mình. Ừ, anh yêu nhóc. Ừ. Không nói được một câu yêu anh nè. Cần gì nói, bọn anh không biết hả? Nhóc ngốc. Có lẽ không cần nói thêm về cuộc sống của họ sau đó. Họ vẫn giữ thói quen viết nhật ký như một cách để nhớ từng ngày mà họ hạnh phúc ở bên nhau. Và như lời anh nói, cũng tạo ra tư liệu cho đời sau tham khảo. Một công đôi việc ấy mà. 11:45, Sài Gòn, ngày 5 tháng 9 năm 2008. Hôm nay chỉ đọc một cái mẫu truyện ngắn ngắn như vậy thôi hen.
Coi như là bữa nay Lãm sẽ hơi tiếc xíu hen. Ngày mai thì Lãm sẽ đọc truyện đó là Ngỡ đâu tình đã quên mình của tác giả Mimi, mà truyện này á, là nó còn được gọi là Chiếc nhẫn đi lạc hai á. Thì ngày hôm qua ở cái chương cuối của Chiếc nhẫn đi lạc thì Lãm cũng đã nói rồi, thì có gì thì ngày mai Lãm sẽ giới thiệu sơ ở cái phần đầu của chương 1 rồi mình sẽ vô truyện ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn ngày mai gặp lại nha. Chúc mọi người nghe truyện xong rồi ngủ ngon nha. Bye bye.